Thưa quý vị, trong 4 đợt giãn cách xã hội tại Bến Tre, nhiều cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ địa phương cùng với đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực làm việc với trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân. Những công việc thầm lặng, hết sức đời thường nhưng mang lại rất nhiều ý nghĩa, góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng họ vẫn vững vàng tâm quyết, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Dân, một trong những người mà chúng tôi muốn nhắc đến là Thượng quý Đào Hồng Quang, nhân viên quân lực, công tác tại Ban Chỉ quân sự thành phố Bến Tre. Hiền lành, chất phác, gần gũi và thân thiện chính là những cụm từ mà chúng tôi cảm nhận được khi gặp gỡ Thượng quý Đào Hồng Quang tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bến Tre. Hơn 11 năm công tác tại đơn vị, anh Quang không chỉ được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao mà còn được bạn bè, đồng nghiệp, anh em trong đơn vị yêu mến và tin tưởng. Đặc biệt, thực hiện phong trào phát động thi đua đồng khởi mới trong lực lượng vũ trang của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bến Tre, Thượng quý Đào Hồng Quang đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện sứ mệnh người chiến sĩ trong thời bình, âm thầm lặng lẽ phục vụ cho các khu cách ly khi Tổ quốc đang cần mình. Sau khi nhận được sự phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch nơi tuyến đầu, bản thân luôn suy nghĩ mọi người bình an thì xã hội bình an, cộng đồng bình an, trong đó có mỗi gia đình của chúng ta. Được sự phân công của lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Thượng quý Đào Hồng Quang đã phối hợp tốt với Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, đưa người từ các vùng dịch về cách ly tập trung tại Trung đoàn 895, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo hậu cần khu vực cách ly tập trung xã Bình Phú, trường chính trị tỉnh để điều trị các ca F0. Song song đó, anh còn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khi đơn vị giao. Trong gia đình, anh Đào Hồng Quang cũng là trụ cột chính khi bản thân phải gánh vác lo toan rất nhiều việc bởi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Nhất là trong các đợt giãn cách vừa qua, vợ anh Quang không thể đi làm để tạo ra nguồn thu nhập, phần còn phải nuôi con nhỏ. Dù rất yêu thương, lo lắng cho vợ con, nhưng với người chiến sĩ, trọng trách trên đôi vai còn là lo cho dân, cho nước. Vì vậy, dẫu có nhớ thương gia đình nhỏ, cũng chỉ có thể gặp nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân thường xuyên nhận được sự động viên từ gia đình và chỉ huy đơn vị. Bản thân tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ gắn với phương châm chống dịch như chống giặc, xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nhằm giúp đời sống của nhân dân được ổn định tốt hơn. Công việc tại các khu cách ly tập trung đòi hỏi bản thân anh Quang cũng như các đồng đội của mình phải hết sức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng chống dịch, coi như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ, góp phần mang đến sự bình yên cho mỗi người dân. Với tinh thần trách nhiệm, những hy sinh thầm lặng, bản thân anh đã cố gắng nỗ lực hết mình và anh đã hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ cho nhân dân. Mong muốn mọi người dân chúng ta luôn tuân thủ và chấp hành tốt các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền các cấp nhằm để công tác phòng chống dịch của thành phố sớm thành công, xã hội quay lại cuộc sống bình thường như trước kia. Đồng chí Thượng quý Đào Hồng Quang là nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, đặc biệt là khi tham gia phòng chống dịch COVID-19 thì gia đình đồng chí là khó khăn, nhà thì đơn chiếc, con thì còn nhỏ, vợ thì không có việc làm. Thì nhưng khi được chỉ huy phân công giao nhiệm vụ, đồng chí khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những việc làm thầm lặng nhưng giàu tình yêu thương, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm của Thượng quý Đào Hồng Quang cũng như đồng đội anh trong công tác phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh đã góp phần tích cực bảo đảm sức khỏe và cuộc sống bình yên cho người dân, thắp lên niềm tin đồng khởi mới về ngày chiến thắng đại dịch COVID-19 không xa.